từ xin con đọc kinh đọc trong tăng chi chương một pháp phẩm đoạn truyền cái có đoạn như sau ta à, không thấy một pháp nào khác này các tỳ kheo đưa đến trào hối chưa được sanh khởi hay trào hối đã sanh được tăng trưởng quảng đại này các tỳ kheo à, đưa đến trào hối chưa sanh được sanh khởi hay trào hối đã sanh được tăng trưởng quảng đại này các tỳ kheo như tâm không được chỉ tịnh với người tâm không chỉ tịnh này các tỳ kheo trạo hối chưa sanh được cách sanh khởi thì trạo hối đã sanh được tăng trưởng quảng đài ta không thấy một pháp nào khác này các tỳ kheo đưa đến trạo hối chưa sanh không sanh khởi thì tạo trạo hối đã sanh được đoạn tận này các tỳ kheo như tâm tịnh chỉ người có tâm tình chỉ này các tỳ kheo trạo hối chưa sanh không sanh khởi hay tạo trạo hối đã sanh được đoạn tận tâm không chỉ tịnh và tâm tịnh chỉ ở đây nghĩa là gì thư sư à, sư rất là cảm ơn là khi quý vị đặt câu hỏi đó quý vị trích dẫn kinh bởi vì khi quý vị trích dẫn kinh như vậy đó à, sư có thể à, tìm được cái bản à, bali và từ cái bản bali đó sư có thể tra qua chú giải để từ đó sư à, trả lời câu hỏi của quý vị à, quý vị thấy đó cetaso vasa mô tức là người có tâm tịnh chỉ thì uh, trong chú giải như thế này nè cái tâm tình chỉ ở đây đó là cái tâm của cái người uh, cái tâm của người chứng thiền tức là chứng sơ thiền nhị thiền tam thiền tứ thiền hoặc là tâm của một vị uh, tuệ quán tức là một người mà đang thực hành trí uh, tuệ quán nghĩa là sao nghĩa là mình muốn có tâm tịnh chỉ uh, thì uh, mình phải thực hành thiền chỉ hoặc là thiền quán chỉ đơn giản như vậy thôi ha?